Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Shinobu Vin, Shinobu Thật Dính Mi. Rất vui Vin được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại game Winry Fighting Path. Và ngày hôm nay mình đã quay trở lại đây với con ngạc tân thủ của mình. Chính xác là hôm nay chúng ta thực hiện tiếp tục cái series tân thủ của server con ngạc tân thủ của server 2113 nha anh em. Rồi, và như mình nói ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái clip đó là Sắn Ace New, Sắn Ace SSS nha anh em. Con tướng 3S mà mình lựa chọn cho con ngạc này đó là con Ace nha anh em, vẫn là con Ace chứ không phải là Uta hay là con Nami anh em ơi. Tại vì nói chung là dù sao thì nhân vật nam vẫn sẽ được yêu thích hơn về ngoại hình cũng như là skill, nó sẽ tất nhiên là sẽ đẹp hơn nhân vật nữ một xíu. Thành ra mình vẫn sẽ ưu tiên chọn nhân vật nam để cái sức công phá của nó gọi là vô địch thiên hạ luôn anh em ơi. Rồi, như thường lệ chúc anh em là vui vẻ và xem clip, nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ chúng mình. Anh em mà có nhu cầu mua hạt bên Android 4399 thì nhớ liên hệ với mình. Mình có để link Facebook mình để sẵn ở phần mô tả rồi. Anh em chỉ việc ấn vào link Facebook và kết bạn và chat với mình thôi. Mình có tất cả các loại ạc từ mệnh giá thấp đến cao và các loại tướng anh em yêu cầu luôn nha. Cho nên anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình. Hiện tại thì mình cũng đã nhặt xong mấy cái rương bạc free mỗi ngày rồi. Tuy nhiên thì hiện tại nick của mình để mình mở âm thanh nhỏ ra. Rồi mà chúng ta sẽ vào event chứ không con Uta nó hát hò là bị bản quyền nha anh em. Đây, hiện tại thì cái này mình đã nhặt hết rồi nè. Và hiện tại chìa khóa vàng để nhận free mình cũng hết luôn. Có nghĩa là bây giờ cho dù có nhặt thêm mình cũng không nhận được thêm chìa khóa vàng. Bắt buộc lại mua chìa khóa vàng bằng trái nha anh em. Ok, và con nick này của mình là mình cảm nhận rất là hên nha anh em. Tại vì từ lúc tạo tới giờ là hoàn toàn là mình đều quay free chứ chưa có mua trái vàng bằng cái... Mình chưa có mua chìa khóa từ cái trái nào hết nha. Và hiện tại là sau 2 lần quay của mình đây, chính xác là sau 2 lượt quay của mình. Đây, mình quay tổng cộng là 10 lần, tức là 2 lượt, một lượt là 5 lần đó anh em. Thì sau 2 lượt này của mình là mình được tới 10 mảnh nha anh em. Anh em nhìn nè, được 10 mảnh luôn. Tức là một lần quay của mình được tới 5 mảnh và 2 lần liên tục như vậy. Phải nói là quá hên luôn anh em ơi, mà không biết những lần sau như thế nào chứ mấy lần đầu mình thấy hên rồi đó. Thậm chí là hình như là mình còn 2 mảnh free trong túi nữa thì phải. Để mình xem thử đây. Đây anh em ơi, chính xác là mình còn được thêm 2 mảnh free này nữa và mình sẽ chọn được thêm nữa. Chính xác là mình có tới 12 mảnh rồi nha anh em. Ôi, ok, bây giờ thì không nói năng nhiều nữa vì mình sẽ chính thức vào event và mình chơi cho anh em xem luôn. Hôm nay là game cũng có bảo trì nha anh em và thưởng chúng ta được 200 trái cũng khá là ok. Nhưng mà một điều mình đang rất là lo lắng, anh em biết là mình lo lắng điều gì không? Trái của mình đây hiện tại như em thấy là chỉ có 11k4 thôi. Và với 11k4 này thì liệu không biết có đủ hay không nha anh em. Rất là lo lắng luôn, cho nên mình hy vọng là sẽ đủ. Ngoài ra một vấn đề nữa đó là con ạc này của mình thì mình chưa có tăng cấp gì hết nha. Mình cứ cày tàn tàn rồi thôi. Mình đợi khi nào có tướng rồi mình sẽ quay luôn. Và trưa nay 11 giờ thì cũng sẽ có thêm một banner tướng SS mới, đó là Boa Hancock. Boa Hancock nha anh em, có trailer và full skill mình đã up ngày hôm qua hôm kia rồi. Cho nên là anh em rất là rõ ràng về Boa Hancock thẻ đỏ đúng không? Boa Hancock thẻ đỏ nha anh em. Người ta gọi Boa này là Boa Marifort tại vì Boa này xuất hiện ở Marifort với cái trang phục này. Nhưng mà mình gọi là Boa Hancock luôn nha. Rồi ok, bây giờ không nói năng nhiều nữa thì bây giờ chúng ta sẽ vào và chơi event luôn hen. Đây thì mình vẫn sẽ tiếp tục với vòng quay của ASS và bây giờ mình có 4 chìa cho nên là mình sẽ mua thêm một chìa nha anh em. Mình chỉ mua thêm đúng một chìa thôi. Bây giờ để mình xem được coi với 11.000 trái này có đủ không nha anh em. Ok, 2 lần trước là mình đều quay được 5 mảnh free, 5 mảnh A. Thì bây giờ không biết là với 5 lần tiếp theo này có được 5 mảnh nữa không nha anh em. Ui, như vậy là 2 lần đầu hơn thì bây giờ lại đen rồi anh em, mà mình chỉ được có 12 mảnh thôi. Nếu như vậy thì thôi mình sẽ vào túi và mình sẽ nhận luôn 2 cái mảnh kia nha anh em. Nhưng mà thôi cũng được, dù sao thì cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, coi như là 2 mảnh này free đi là mình sẽ được thêm 2 mảnh là chúng ta được 14 rồi nha anh em. Hơi đen và hơi cay. Thì bây giờ tiếp tục nha anh em, hy vọng là những cái lần sau sẽ hên hơn. Bây giờ thì mình sẽ mua 15 đi, tại vì bây giờ 15/30 cho nên là mình sẽ mua 15 nha. Không biết vô đây có đủ hôm nay nữa, hơi lo nha anh em. Ủa 15 chứ sao mình lại mua 13. Ok, mất 3.000 trái nữa anh em ơi, nhưng mà chúng ta sẽ được SSS, nhưng mà cũng chưa biết được hay không. Bây giờ đang 14 thì không biết là nhảy lên 19 hay không. 17 rồi anh em ơi, trời ơi. Trời ơi, đúng thiệt là đen rồi anh em ơi, đúng thiệt là đen rồi anh em ơi. Tại sao mình lại sướng trước khổ sau thế này? Người ta nói là khổ trước sướng sau nhưng mà mình là ngược lại, mình sướng trước khổ sau và thậm chí là khổ nhiều luôn. 2 lần đầu được 10 mảnh luôn anh em, sướng thiệt. Nhưng mà những lần sau đen vãi lúa luôn. Ok, tiếp tục nào. Không sao, mình nghĩ chắc có khi là sẽ đủ ấy. 19 rồi nha anh em, 19 mảnh rồi. Thì mình quay thêm 10 lượt nữa là chúng ta sẽ reset vòng quay. Mà mình chưa bao giờ may mắn vô được cái vé gacha, tức là cái vé để hồi lại trái anh em. Ok anh em. Hồi nãy mình quay lỡ hai mảnh nhưng mà không có quay clip anh em ơi. Nói chung thì cái mình đang có cảm giác là hơi đen anh em ơi. Hồi nãy là được thêm hai mảnh là 21. Thì hiện tại mình còn 8.000 trái thì không biết là có đủ hay không đây. Bây giờ mình còn 5 chia là 5 lượt quay nữa. Thì nếu bây giờ ra khoảng 4 mảnh đi là 25, nói chung là được nửa, một nửa đoạn đường. Một nửa đoạn đường là coi như là ví dụ bây giờ là quay 16.000 thì mình vẫn còn 8.000 nhờ. Ủa thế nó vẫn còn nhiều ta. Hồi nãy mình có được hồi trái không ta? Khoan nha anh em. Hồi nãy mình có được thêm trái không vậy ta? Sao giờ còn 8.000 dữ ta? Mình cũng không nhớ là nãy mình mua nhiêu nữa. 24. Như vậy là như em thấy là hoàn toàn là được 2 và 3 mảnh thôi. Hồi nãy là một lượt trước là được thêm 2 mảnh nữa nha anh em. Khá đen. Bây giờ nó reset vòng quay rồi nè. Thì cái vòng quay này thì mình sẽ quay được 2 lần gọi là nhiều mảnh. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ nó cũng không nhiều lắm đâu. Nhìn nó nhiều vậy thôi chứ nó cũng cho chả bao nhiêu. Nên là giờ mình sẽ mua 10 chia nha. Ok, 10 chia. Và lần đầu tiên thì tại vì cái này thì nó chỉ cho quay 10 lần thôi. Chính xác là 10 lần, một lần là 5 thì ra đúng 2 lần thôi. Và mảnh thì nó cũng không nhiều hơn, không nhiều hơn là bao nhiêu, theo mình thấy là vậy. Từ 24 lên 30 như vậy là 6 mảnh. Ô, như vậy là con nít này của mình bị cái là quay vô cái vòng quay này thì lại hên. Vô vòng quay này thì lại hên, ngoài kia xui, toàn là 2-3 mảnh không anh em. Còn cái lần 2 này thì sao đây? Ui, 30 lên 36. Nít này ảo thiệt anh em ơi, vô vòng quay này thì nó lại hên. Còn như con nít chính của mình thì vòng quay mấy vòng quay ngoài đây thì hên nè, còn ở trong thì lại xui. Chán thiệt. Nhưng mà được 36 rồi nha anh em. 36 thì nhận thêm cái này nữa là 2 mảnh nữa nè, là cũng 38 rồi đấy nhờ. Ồ, 2 mảnh nữa là cũng được 38 rồi đấy anh em. Rồi, như vậy là chính xác là mình còn khoảng 12 mảnh nữa. 12 như vậy thì mình nghĩ khả năng cao sẽ đủ cho anh em. Tại vì 12 thì trung bình ví dụ như một lần là 3 mảnh đi. Trung bình một lần là 3 mảnh thì mình theo 4 lần. Mà 4 lần thì cũng chỉ khoảng 4.000 trái thôi. Mà mình còn tới 6.000 rất là dư sức rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà nãy mình vô mình mới vô game lại thấy còn 8.000 trái. Chả hiểu. Lát mình sẽ xem lại cái đoạn đầu clip có đúng hay không nha anh em. Mà có khi là đúng tại vì lúc đầu mình mua bao nhiêu ta? Mua 4 lượt hả ta? Chả biết nữa. Tại vì hồi nãy có một cái đoạn kia nó bị lắc thì mình không biết là mình có được bù lại trái hay không. Nhưng mà nghĩ chắc là không đâu, tại vì nếu bù chắc là nhiều hơn chứ đúng không? Bây giờ mình sẽ mua 10 nha. Là quay được 2 lần. Cái này thì giờ muốn được thêm 2 mảnh là quay 20 lần. Ồ, 20 lần không biết mình có cần quay 20 lần hay không. 38 lên 40 nên thấy không? Cứ quay ngoài đây là nó đen vãi cả chữ. Cứ quay ngoài đây là nó được có đúng 2-3 mảnh rồi, đúng chán luôn. Giờ chắc là lên được 43, hồi nãy 2 chắc giờ 43, thấy chưa? Y chang. Như vậy là mình vẫn còn khoảng 7 mảnh nữa mới đủ, như vậy là phải mua thêm 10 lượt nữa. Chính xác chắc là phải 10 lượt nữa. Bây giờ còn 7 đúng không? Bây giờ mình quay thử 5 lượt trước đi. Mua thử 5 lượt trước nha. Nhưng mà đến được 45 anh em thấy không? Rất là đen luôn. Cứ quay là được 2 và 3. Bây giờ là đảm bảo là 3. Mà 3 thì sẽ là 48. Mà thêm 2 mảnh đây nữa là đủ. Ui, tính ra là vừa đủ luôn anh em ơi. Ngon. Nếu mà hên là 3 nha anh em. Chứ nếu mà 2 là vẫn đen. Nếu mà 2 là cũng chỉ có 49 thôi. Ok, hên quá. Đúng như cái định luật bảo toàn thì chúng ta được 48. Được 23, cứ 23 auto 23. Và nhận trong đây nữa thì sẽ được 2 mảnh free, tổng cộng là 50. Như vậy là mình thậm chí là khoan. Đây để mình nhận xong nha anh em. Sau khi mình đã hoàn thành xong con ASS thì mình còn dư được 2.200 trái. Thì cho là 2.000 đi. Hồi nãy trái cơ bản của mình là 11.000. 11.000. Ủa, sao ít vậy ta? Ồ, chắc là do tại vì ban đầu mình hên mình được sẵn 10 mảnh đó anh em. Chứ không lẽ quay con ai mà chỉ tốn có 9.000 trái. Tốn có 9.000 trái thì hơi kỳ nha anh em. Thấy mặc dù mình rất là xui nha. Mình quay tàn là 2 mảnh không à. 2 mảnh 3 mảnh không, cuối cùng vẫn còn dư cả bắt đầu cả đống trái luôn. Chán đời thiệt. Ok, giờ mở âm thanh được rồi nè. Ok, giờ vô lấy con ai nha. Đó, đủ mảnh rồi nè anh em ơi. Giờ mình thu thập con ai nha. Quá dữ luôn. Cái đoạn xuất hiện của thằng ai này dữ dội quá ha. Ai Trung Hoa xuất hiện xung quanh, có mấy cái nhà của Trung Quốc rồi nữa, xịn sò thiệt. Con ai này thì lực chiến cơ bản mình mới lấy về là lực chiến có 2k thôi anh em ơi. Chiến mạnh ghê thiệt chứ. So với cái con mình chính mình thật là một chơi một giật luôn anh em ơi. Con của mình lấy tàn hơn 100k, con này lấy về 2k. Chán đời thiệt. Mà một điều đặc biệt nữa là con ai này thì chẳng vấn đề là không tăng sao được nha anh em, không có tăng sao được, tại vì muốn lấy mạnh của nó thì bắt buộc phải chơi event vòng quay như nãy hoặc là mua ở trong shop thì rất là khó. Thành ra con ai này mặc định là chúng ta chỉ chơi được ở vị trí gọi là 3 sao thôi, cho nên là hơi cả phải chấp nhận thôi. Và khi chúng ta có tướng mới thì sẽ nhận được thêm trái nha anh em. Ok, như vậy là tổng thiệt hại của mình khi con quay con Ace SS này là tổng cộng là 9.000 trái nha anh em. Chỉ có 9.000 trái thôi, tại vì ban đầu mình có sẵn là 10 mảnh free, thêm 2 mảnh kia là chính xác là có 12 mảnh thì chúng ta cũng ngon rồi. Nếu mà chung quy mà 12 mảnh mà một lần là 3 mảnh đi thì chúng ta cần quay 4 lần đúng không? Mà 4 lần như vậy là một lần là bao nhiêu ta? Một lần là 1.000 đúng không? Như vậy là 4 lần là 4.000 hả ta? Như vậy là 94 là 13, chính xác là tính. Nếu mà tính chung quy lại là khoảng 13.000 ấy, nhưng mà tại vì những cái lần free đầu mình quay được là hơn một lần 5 với một lần 5 là tổng cộng 50 đấy, cho nên là tổng cộng mình chỉ tốn có 9.000 trái thôi, chính xác là 9.000 trái là mình đã có rồi nha anh em. Cho nên là cày theo kiểu gọi là chúng ta đợi gần hết event nó quay là càng ngon hơn nữa, càng có lời hơn nữa. Nhưng mà thật ra thì hết cái kia là cũng không được, hết cái chìa khóa free là cũng hết, không còn chìa khóa để nhận được, cho nên là cũng vậy thôi. Rồi ok, như vậy cuối cùng là con Tân Thủ SV nhỏ, SV 2113 mình đã có một con SS nha anh em. Đó là con Ace. Mặc dù là chiến hơi cùi nhưng mà không sao. Còn nói về clip tăng cấp sức mạnh thì chắc là mình sẽ hẹn anh em vào clip sau. Clip sau thì mình sẽ tăng cấp sức mạnh gọi là toàn bộ luôn. Tại vì trưa nay thì mình sẽ quay thêm con Boa nữa, cho nên là khi mà mình đã có tướng rồi thì mình sẽ tăng cấp gọi là siêu trọn vẹn cho anh em xem. Và hẹn anh em vào clip sau nha. Rồi ok, còn bây giờ thì thời gian còn lại clip cũng còn rất là ngắn, chỉ mới có 12 phút thôi, nên chắc là mình sẽ làm thêm một vài điều gì đó cho anh em xem. Trong phòng này có gì không? Phòng này thì chỉ có đồ ăn thôi anh em ơi. Suýt nữa nhấn nhầm thấy không? Suýt nữa là bay mất 80 mấy trái rồi anh em. Suýt nữa nhấn nhầm. Cũng có cái đặc biệt. Ui cái này được thêm một vé. À vé này như mình cũng có nhiều anh em, để mình coi đủ mình quay cho anh em xem luôn. Ui 30 vé nhưng là đủ nha. À mình sẽ rã cái này nữa. Ngoài ra thì mình sẽ rã này được thêm 200 trái nè. Hai cái hình nộm này được 200 trái nha anh em. Đó, hình nộm nhìn cũng khá là đẹp nhờ, có nên giữ lại không ta? Chắc là giữ lại cho vui anh em nhờ. Tại bây giờ trái thì cũng không cần làm gì. Thôi được rồi, mình sẽ giữ lại đi ha. Khi nào cảm thấy cần thiết thì chúng ta rã sau cũng được, cũng không quan trọng lắm. Ok, bây giờ thì mình đang định làm cái gì cho anh em xem của anh. Cái này còn cùi quá, chưa tăng level này nọ cho anh chưa có đi map được. Coi event Senji đi. Event này rồi mình coi hôm nay có gì mới không nha anh em. Hôm nay mới bảo trì thì chắc là bảo trì để ra banner thôi chứ cũng không có gì đặc biệt đâu. Cái này phải 23 mới mở là ngày mai. Cái này chưa biết là cái gì hot nhưng mà mình thấy cũng có vẻ như là kiểu đấu trường hay sao. Mấy cái quà ở đây thì cũng đơn giản chả có gì. Ok, mấy event này thì bên cũ thôi. Boa Tomskip của chúng ta cũng khá là sexy đấy nha. Rồi chắc là mình sẽ xem sơ qua về event Senji một xíu, tại vì đây là một cái event cực kỳ ngon. Còn về lượng vé thì mình chắc chắn là rất là ok rồi. Hiện tại vé của mình là 122 vé thì chắc chắn là dư sức để mình quay Boa Tomskip rồi. Quay Boa cho dù có xui 90 vé thì mình còn dư được khoảng hơn 30 vé. Hơn 30 vé thì với cái lượng vé này chắc là mình sẽ quay vô banner 100% này nha anh em. Tại vì mình bắt buộc phải quay cái banner 100% này thì nó mới mở được cái banner 80%. Thì lúc đó mình mới lựa chọn tướng để mình quay được, cho nên chắc là mình sẽ quay vô đây. Chưa biết quay con nào đây. Con Bo là hệ đỏ đúng không? Bo hệ đỏ thì... Bo hiện tại là hệ đỏ. Hệ xanh thì có ASS rồi, nhưng mà vẫn có thiếu hệ vàng. Nhưng mà hệ vàng thì khả năng cao banner sau cũng sẽ có nữa. Thì ta quay con nào ta? Chưa biết là nên quay con nào nữa nên ơi. Con Zoro này thì mình chơi không giỏi lắm. Có con Mihawk thì mình chơi quen tay nè. Có thể là mình sẽ quay con Mihawk. Quay chủ yếu là quay cho có thôi em ơi. Quay để mở cái banner 80%. Đấy. Hiện tại là game nay bị cái là nó bắt buộc phải quay cái banner này thì nó mới mở banner này vậy nè, hơi khó. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái vùng quay này cho anh em xem hen. Cái này thì auto 30 vé là sẽ ra thẻ cam, cho nên mình cũng vừa đủ 30 luôn. Mình quay luôn ra đây. Xong rồi thống kê lại coi những cái thẻ cam nào mình đã sở hữu rồi luôn. Có gì còn biết đường mà mang cho. Ui hơn vậy. Như vậy là mới 5 cái vé đầu là mình đã quay ra luôn rồi anh em ơi. Trời ơi sướng. Quá hên quá hên. Được Moria 3. Moria 3 như là mình trước mình cũng có một cái rồi sao. Nên mình có cảm giác mình có rồi. Như vậy là bây giờ nó reset lại là sẽ là 30 vé mới ra được 30 vé mới ra được thẻ cam tiếp. Ok không sao. Để mình bị thiếu một thằng bé hay sao á, cay thế nhở. Ok, tại vì nếu mà chính xác là mình có khoảng 24 ui 29 rồi ta. Đúng rồi, như 29 hay sao á, tại vì 5 vé đầu ra thì coi như là bỏ cái vé đó thì mình sẽ còn được ở đây là 34, là mình cho là 35 đi thì vẫn còn 30 trừ đi 1 là 29 đó. Đúng rồi, chính xác là 29 thì bị thiếu mất một vé, cày thế nhở. Không sao anh em ơi, nó ra trước luôn rồi. Quá ngon, quá ngon, đợi phải mất công quay thêm lần nữa. Như vậy là đợt này thì 25 là mình ra rồi. Lucy 3, Lucy 3 là Lucy là hệ đỏ nha anh em. Ui được luôn, Lucy hệ đỏ thì mình sẽ mang cho Boa, lát mình quay Boa mình sẽ mang. Ok, tiện thể thì chúng ta thử xem xét một chút về một số cái thẻ cam của mình đi ha. Để có gì lát mình quay với con tướng thì có gì mình có để mình lắp. Ví dụ như là đây, để thẻ tím thì không cần quan tâm lắm. Mình chỉ nói về thẻ cam thôi nha. Hiện tại con Chopper này đang mang Moria 1 à. Có Moria 2 không? Hiện tại là không có Moria 2 nhưng mà có A2. A2 thì sẽ mang cho thẻ xanh, thì sẽ mang cho con ASSS được nha anh em. Rồi, tiếp theo là thẻ số 3. Số 3 thì nãy mình vừa ra Moria 3 rồi. Ồ, tôi tính ra mình có tới 2 thẻ Moria 3 luôn. Đó là lý do. Nhưng mà nói chung là cứ trùng như vậy thì cũng rất là ngon thôi, chứ cũng không có thiệt thòi đâu nha anh em. Thứ nhất là anh em có thể tăng sao. Tăng sao hoặc là để đó để mang cho tướng khác cũng được, tùy ý anh em. Tại vì ở cái giai đoạn này thì thẻ cam cũng rất là khó. Như vậy là lát con ASSS của mình thì sẽ được mang Moria 1, mang được Moria 3 với lại thẻ của A2. Còn Lucy 3 này thì mình sẽ mang cho Boa. Còn thẻ cam nào nữa ta, như hết rồi đúng không? Chính xác là hết rồi thì phải. Nếu mình có còn một thẻ cam khác nữa thì phải. Mấy cái thẻ cam đó thì mình mua trong shop nha anh em. Mua trong cái shop này nè, shop hộp quà này nè. Đó, hộp quà này thì một tuần mua được một lần và 200 ngôi sao cam sẽ được một thẻ ngẫu nhiên 123. Rồi ok. Ở giai đoạn này thì ngôi sao cam kiếm cũng rất là khó, ta phải chơi những cái event. Cũng may mắn là đợt này đang có cái event này nè. Đây, cái event trả lời câu hỏi này anh em. Đấy thì nó giúp cho mình một cái rương cuối này là nhận được hình như là 30 ngôi sao cam. Và mình sẽ nói lại cái cách chơi của cái event này cho anh em biết luôn nè, cho những anh em nào chưa biết nha. Cách chơi của event này rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ vào câu hỏi chỗ này đó. Sau đó anh em sẽ nhấn vào cái nút xanh ở chỗ này. Sau đó chúng ta chọn cái bánh thứ ba nha. Bánh thứ ba này gọi là bánh, những cái bánh này thì nó giúp cho anh em chơi được cái event này. Bánh thứ nhất thì nó sẽ là gợi ý, nhưng mà cho dù có gợi ý thì tiếng Trung chúng ta cũng không biết, cho nên chúng ta sẽ bỏ cái bánh một đi. Còn bánh hai là bánh rất là đặc biệt nè. Bánh này là nó sẽ chọn cho anh em đáp án đúng luôn, nhưng mà chỉ được sử dụng tối đa một lần, là một màn là 2 cái bánh. Thì anh em có thể chọn bánh này 2 lần thì chọn cho anh em 2 cái, còn cái còn lại anh em có thể tự mò được. Còn cái bánh thứ ba là nó sẽ lược bỏ đi bớt những cái đáp án sai. Thì bây giờ mình sẽ thử chơi bánh thứ ba trước nè. Đó, nó sẽ bỏ bớt cái đáp án sai, thấy không? Nó sẽ còn rất là ít luôn. Tiếp tục mình sẽ sử dụng bánh 2, bánh 3 tiếp thì nó sẽ bỏ tiếp. Như vậy là bây giờ chỉ còn 5 cái thôi thì không thể nào mà khó chơi được. Anh em cứ chọn bừa 3 cái. Thì giờ là nó nói như thế này, có nghĩa là số 2 đây là anh em đang có 2 đáp án đúng, là anh em cần một đáp án đúng nữa. Thì anh em sẽ bỏ bớt một cái, chọn cái thứ khác. Vẫn 2 thì có nghĩa là hai cái đầu vẫn đúng, chọn cái thứ ba thôi. À, như vậy là cái này sai. Cái này đúng nè, cái này hồi nãy cũng đúng, như vậy là mình bỏ bớt cái một cái ban đầu. Ok, như vậy là cái này là cái này đúng, vậy là cái này sai rồi. Ok, đó đơn giản vậy thôi. Còn tiếp theo màn 2 chúng ta tương tự như vậy, chúng ta tiếp tục lượt bỏ. Nếu mà khi nào anh em hết bánh thì anh em chọn bánh khác. Cái này là do hết bánh nè anh em, hiện tại mình chọn bánh 3 nhưng mà do hết bánh không chơi được nữa. Thì cái này anh em có thể tự mò luôn cũng được nha, hoặc là nếu thích thì anh em chọn là bánh 2 để anh em xài. Đó, nó chọn cho anh em một đáp án đúng. Rồi tiếp tục thì chọn tiếp bánh 2 cũng được. Bánh này hiện tại là còn 5 cái cho nên là vẫn đủ để xài cho màn tiếp theo. Đây, như vậy là nó chọn cho anh em 2 đáp án đúng rồi, thấy không? Còn cái còn lại thì anh em tự mò nha. Tức là anh em sẽ chọn từng cái một. Chọn đến khi nào đúng thì thôi. Và bây giờ số lượng nó cũng còn ít mà lo gì. Có lần 3 chơi rất hơi khó, tại vì lần 3 nó hết bánh 3 rồi. Nó sẽ không có lượt bỏ bớt được nữa. Ôi, như vậy là còn 2 cái. Ui, như vậy là tính ra mình chọn hết mà cuối cùng còn cái đúng mà mình không chọn được. Cay thiệt. Rồi, màn 3 này tương tự thì anh em sẽ chọn bánh 2 thì nó sẽ chọn cho anh em đáp án đúng. Tiếp tục chọn bánh 2, chọn đáp án đúng. Như vậy là còn vẫn còn một cái thì cái này bắt buộc anh em phải tự mò nha. Cái này thì mình sẽ chọn đại. Lần này mình không tin là mình xui đến nỗi mà mình chọn hết đến tận còn cái cuối cùng. 4 cái dưới này của mình là sai hết rồi. Chọn cái trên đây coi, sai luôn. Thì vậy là còn khúc trên vẫn sai, vẫn sai luôn. Trời ơi, tôi không ngờ nhân phẩm của mình lại kém như vậy. Đó, cũng may là không phải cái cuối cùng cho anh em. Đó, như vậy là thành công. Thì phần quà chúng ta như anh thấy là được sao cam nè, đó, gỗ và thêm ít phần quà. Ok. Mà công nhận hôm nay nhân phẩm mình đen thiệt, quay cái vòng quay của ASS toàn là 2 mảnh với 3 mảnh, cứ auto 23 23 23. Cũng may là vô được cái vòng quay trong 2 lần được 6 thì nó bù lại, nói chung cũng ngon anh em. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Clip hôm nay Tân Thủ của server 2113 đến đây thôi. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi clip mình. Và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục với một cái clip rất đặc biệt, đó là banner của Boa Tomskip nha anh em. Go go. Đấy. Một lần nữa thì cảm ơn em và nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình. Và nếu mà có nhu cầu mua Android 4399 thì nhớ liên hệ với mình nha. Ok, bye bye.